Chứ chứ đủ má mày đủ tao. Ê, qua. À, mua nghệ giờ không? Ơi, cái đó là cái lồn đó bà con ơi. Ở đây đây đây. Trời ma hồn. Đây, chứ đủ má mày đủ. Đấy. Mua cái đó đi. Chứ đủ má mày 4.000. Bông điên điện ăn bún nước lèo. Nó đủ ba bốn nước lèo ở bốn vô đó được. Dữ vậy. Dạ vô đó được. Nhiều vậy? Nhiều vậy? Như đủ người ta chích thêm vô đi con. Tiếp vô. Thêm vô. Tiếp vô. Chát vô chết luôn. Dữ vậy? Mình ăn xong hết. Nè cục này nhỏ. Vô rồi có cái cục nhỏ này đó. Bao nhiêu vậy? 800 g 200 g. Bóc bóc bóc. Bóc bỏ vô. Trời ơi. Trời 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 ơi. Ê má cái thịt lòn. Ê đây. Trời mơ. Tên nồng xì. Má mới học luôn cho nên rồi. Đi. Ơi. À tao điếc mà học liền khi nè. Mua chai ơi nè. Mua cái gì? Mua lòn nè bà con ơi. Ủa cái này. Trời mẹ. 4.000, 7.000, 8.000, 9.000 luôn. Hẻ hẻ lòn chút coi. Ờ hẻ. Ờ hẻ rồi với bán mua số rồi. Rồi bỏ chơi ma, chơi bông súng thịt mất. Người canh này bán sao? Có đủ má không? Chơi má. Dạ con ra đó rồi. Léo. Chơi má mày. Ê. Trời 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 cái này ngon lắm nè. Bà khế hả? Ừ, thôi thôi thôi. Không, không có đừng có chụp chứ. Vậy tiền cá nhiêu vậy? Chơi mà không. Chút chút rồi. Chết rồi. Ơi 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 nè bố ơi. Đã thấy để vô, đã thấy vô. Ừ. Rồi bao nhiêu thôi cưng ơi. Chứ đừng có đủ quá nhiều quá cưng ơi. Em đủ 100 ngàn em. 100 ngàn. Ờ 100 ngàn cho người ta đủ chưa chứ. Ừ, có đủ chưa? Tê. Chữ má mày 4 ngàn. Chụ má mày 5.000. Ôi trời ơi. Chụ má mày 5.000. Ê, nó cầm đi tí dục cái đó banh luôn. Nó dục mày banh luôn. Ê. Rồi mình mua cái gì nữa nè, có sầu quýt. Trời ơi, banh luôn. Đó. Hết luôn. Hả? Nó banh hết luôn. Cái gì cầm cho? Hết luôn. Rồi. Văn hết trơn rồi. Đừng, ê, chết rồi. Trời ơi. Má ơi, má. Tội nghiệp con với má ơi. Dùng cái nhát nhanh rồi, móp hết rồi. Đụng. Ê. À, lại rồi, lại bóp luôn. Bóp chết rồi bà ơi. Chơi vậy mai ảnh ngọt. Ê. Trời ơi. Nó chán luôn rồi, nó chán luôn rồi. Ê, bôi. Bà Trang ơi. Cái này thảo trang, cái này thảo trang. Hai đứa mình là chị em giục đó. Trang ơi. Ngồi hợp hả quỷ. Quá trời 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 mày bà ngọt. Á nổi. Tao chửi chết luôn rồi kìa bà Trang ơi. Trời mày. Bà đây chung cho ngài chạy nói rồi. Trang ơi. Bà vô. Ừ, trời má chuẩn mày ngọt luôn. Trời ơi. Cái này có lồn đây. Ê. Cái này có cung nghe. Con cu nghe. Dê. Trời ơi. Rồi lấy 2 kg đi. À lôi 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 lôi. Lôi. Trời má. Trời má. Ngọt thì trâu ơi nè. Trời ơi, đâu có đường chết rồi. Má ơi. 2 kg mua me, me nữa đem coi được kiếm nào đâu mua me. Chơi me, chơi me. Mua ra một me. Chơi me không? Chơi không? Sương. Mệt cái má ơi, khỏe rồi. À, mua lộn. Trời ơi. Mua lộn rồi, mua bơi. Vô, 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 vô. Ê, tao muốn chơi cà cho ông. Chết mẹ à, chết rồi đó, chết rồi. Chơi mà, chơi cà. Ê, mai ơi. Chơi mà, chơi cà. Ê. Mua hết rồi, đủ rồi. Mua đủ má mày đủ rồi nha Trang. Dạ. Mua đủ. Vô, vô, vô.
vô. Tao đi theo mấy lo cho đủ chết rồi chàng ơi. Ừ. Ê, một cá đây bây. Thôi không biết. Trời mẹ, trời cá. Cá. Vô. Vô đây mày vô. Vô ơi. Trời trời xuống. Trời. Trời, leo đó ngồi luôn rồi. Hết rồi. Đi đâu vậy? Trời ơi, đi Đồng Tháp, đi Đồng Tháp. Nó cho mấy anh vô. Ê, bữa nhà. Ê. Mày làm bể đầu luôn à. Không chạy nữa. Ê, đụ má mày đụ. Ê. Nó đụ má mày đụ cha chết rồi nghe. Cái này mình phải nuôi con nhỏ mấy đầu. Nuôi dèo rồi đó. Nuôi dễ nuôi trong lòn nè. Chơi mà, chơi Cần Thơ. Múa. 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 Vô. 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 Lâu kỹ nhiều. Đưa cho lắm khí 40 ngàn. Trời ơi 70 cái má. Dạ trả giá. Ơi trả gì à? Trả giá nhiều. Trả giá 69. Ừ, nó được vô luôn. Vô. 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 Trời mẹ trời ơi. Ơi mới cười đẹp đi anh. Nó lẻ đấy. Trời ơi trời. Trời mà. Trời mà không. Đây. Trời ơi. Trời mà không. Trời ơi. Ngồi tới đất hơi vậy. Trời mà trời. Ngó vậy trời ơi. Bắn quần đây 4 cái 100, 5 cái 100 bà con ơi. Mua đi. 7 cái chả. Trời mà không. Trời mà không. Trời ơi vô. Ê, đây nè. Cho có bún có rau được không? Nãy mua ở đâu có bún đâu. Bà con cô bác nghe bữa nay Thảo Sương đi vô chợ Sóc Trăng thì đưa cho chị chào với anh Dũng ở bên Mỹ ổng về nước nè, rồi đưa cho chị với anh đi chơi ở đây nè, có gạo kem nè chứ. Nè, bún mắm nè. Nè bún mắm là mua cái này gáo ghém nè. Ờ đó mua bắp đi. Chuối là mua này đi. Luôn. Mua đi. Bán gạo đi. Nghe đây. Đây mình mua giá. Ờ giá luôn cả luôn. Mình mua bún đây luôn. Có bún không vậy chế? Bún có luôn không? Ờ em lấy 3 ký bún. Ờ. Mình khỏi ăn gạo muống đi hen chế. Ừ. Hen chị Châu. Chị Châu ơi, khỏi ăn gạo muống đi hen. À. Khỏi ăn gạo muống đâu. Thôi đây, mình lấy giá nè, lấy ký giá hay gì đó. Thôi, gì thì tên kỹ. Có lồn vậy hả? Tiên ơi. Bao tay hả? Không, cái gì đó. Cái này ở bắp chuối. Ờ, rồi lấy cái này. Với đủ người ta chết đây. Tao nè. Tôi tiên là bạn. Rồi cái đó. Rồi bao nhiêu thế đi đủ người ta được rồi. Ê. Rồi. Rồi ba khi bún rồi canh gửi ở đây luôn nghe chứ. Rồi hồi lại đây gửi đi. Chạy để em trả luôn chứ mình lại lấy. Trả lồn vô. Ê. Tính ba kia bún luôn. Sao ông ba hả? À. Chứ cho đủ má mày đủ tao. À, đâu, đâu. Ê, đây. Rồi đợi. Đợi 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 đợi. Trời ơi tiếu quá. Ở đây nè có gạo thơm, nó đủ người ta có gạo thơm nè. Có gạo thơm đủ người ta. Mình qua bên kia có gạo thơm kia chứ sao. Gạo thơm với chanh luôn. Có đủ má mẹ. Trời ơi. Hả? Tao tiếp theo anh. Nó đủ ơ. Chị đủ má mày đủ tao à. Tôm không? Mua tôm không? Mua tôm đâu? Khoan khoan chút đấy. Tôm như nào ngon hơn? Chút á. Mình có mua ba mua cù nèo không? Cù nèo đâu có ăn gì đâu mua cù nèo chứ. Bún ha. Bún đâu có ăn cù nèo. Nó đủ má vậy đó tôi hồi tinh lụa. Ờ à, họ tinh đi xem. Mua mắm rồi. Đây. À, chưa. Đó. Trên mua cái đó là mua lòn luôn. Nơi nào mình mua mắm rồi này cái nào ớt ơi. Nó mua xả ớt mắm đủ đã ở đây luôn. Ơi. Ê. Sắp xanh mua đi luôn. Ơ dễ thẳng sắp xanh thẳng. Ơi. Có mua ớt không? Đó có thôi đi.
Nè, mua nghệ giờ không? Ơi, cái đó là một cái lồn đó bà con ơi. Ở đây, đây, đây. Sắp sánh thọn ơi. Đói. Để hà nữa, anh dị mạnh đây. À, bà ngoại ơi, nghề cưng không? Tùy mà uống. Đây, à, cái đủ má mày đủ. Đấy. Mua cái đó đi. Rồi, ơi, rồi ớt luôn. Cái ngại bún. Ngại bún, ờ. Rồi, rồi, mua ớt đó luôn. Ừ, nhớ đủ mua luôn. Thưa bà, thưa bà. Thưa bà, thưa bà. Giỏi quá, hát ngoan. Ừ, ngoan nha con. Sợ. Ớt mày nhiêu? Dạ. Ớt nhớ đủ má mày 4 ngàn. Ớt luôn. Trời đó. Ớt luôn. Cái này mình lấy nhiêu? Ờ lấy cái này coi hồi nãy cái đó bao nhiêu rồi chứ? Thầy quên coi. Cái này 7 ngàn. Ờ rồi cái này. Cái này 3 ngàn nữa là 10 ngàn rồi ớt 5 ngàn. Rồi. Ở xương mua gì hết xương? Mua ớt nè anh. Ăn được không? Ăn được. Nhảy thử trái coi. Nhảy trái coi mày coi. Ừ. Mua cái gì sao? Mua ớt nè. Ơi. Giữ lại tới kìa. Hết nhiêu tiền? 15 ngàn. Nè. Trời ơi. Nhỏ bao. Đẹp. Quang tự kêu cho bắp kìa. Đấy. Đấy. Si đâu, lót đó anh đi tích non kia, mình đi tích chỉ mót đi Mỹ đấy. Bắp bì cho si bón góp. Si đang đá mập anh đây dân non kia tự tin là bản xanh. Hai tiếng bón áo. Chọc xanh. Chọc xanh. Ở đây. Chọc. Rồi mình mua về chứ trao ơi. Chạm được cái dục nữa hả sư? Hả? Ờ dạ. Thôi để cho anh Dũng cầm chắc ăn. Ở đây. Ôi. Ôi. Ừ. Nè bố bố mắm. Nè tí nhà là bạn đi đi. Tinh ban tí. Tinh ban tí. Tinh nhọc đi. Tí chơi chú cài. Ờ tinh tí. Tinh ấy chơi chú cài tổ. Ai đồ. Mà nè. Ai đồ. Nè bún nước lèo này là mờ ga khác này cho ăn. Đóng đóng đi. Ờ với anh nữa. Ờ à, bóng điên điện nè. Bóng điên điện ăn bún nước lèo. Nó đủ ba bốn nước lèo ở bún. Vô đó luôn. Ơi. Tự giữ vậy. Dạ vô đó luôn. Chết chết hết rồi. Nhiêu vậy? Như đủ ta chích thêm vô đi con. Tiếp vô. Vô. Tiếp vô. Chết vô chết à. Mà. Vô luôn đi. Giữ vậy. Mình ăn xong hết. Đúng hết hết. 5 ngàn nè, nhiêu? Nhiêu? Không cái này bao nhiêu tiền? Cái đó 100 lận cắn nửa ký đủ rồi. Nửa ký thôi. Nửa ký thôi. Ờ cắn nửa ký thôi. Nửa ký thôi. Ờ nó nhiều quá mình ăn. Đó. Cái đó mình gom cái nửa này, này cái lòn lòn nữa bà con. Rồi. Nè. Đừng có dục. Đừng có dục đấy. Ôi. Tiêu quá. Đây. Rồi. Đủ mày đủ tao chết rồi ơi. Sang kia. Mua sang 7 kia. À. Mới vô rồi. Mua cá đây. Chưa mình chưa có mua rau thơm với hẹ đâu. Thì đi mày đi qua. Đủ người ta chết rồi. Thì đó thì chát nè. Giác anh Dũng nè, với cái lửa trâu. Đó. Đó. Nè, bún mắm đẩy cái này nè. Đó. Chứ nó để bỏ lồn vô vô luôn. Ừ. Ký nhiêu vậy kênh? Nhiêu vậy? Quay ký 250 ha. Em mà 700 ngon lắm. Để tao bún cho. Cái nồi là bao nhiêu? Cái nồi 250 ký hả? Ừ. Ký 250 là cô ngày kia. Cho mấy người sớm. Ôi, mỗi người vừa vừa đó. Người sớm mà ăn không ăn người. Bỏ đây, căng ra coi đây lấy nhiêu đó. Cái đó, ừ. Người gọi cục nhỏ này nè, cục nè. Nè cục này nhỏ. Rồi rồi rồi. Có cái cục nhỏ này đó. Bao nhiêu vậy? 800 gram chẳng 200 gram. Bóp 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 bóp. Bóp bỏ vô. Rồi rồi.
lừa nào chết rồi đúng rồi chết rồi trời ơi ê má có thịt lòn ê thịt đó nữa thôi đâu có thịt đó đâu chứ cầm đó dạ ơ đây trời mơ nè sao xin má mua này nè bán đây nè chế ơi anh lấy mắm mắm này ngon nhiều à mắm đăng ký 100 nhiêu vậy ờ tao nói miếng 150 ngàn lấy cái này 300 rồi lấy này 150 bỏ vô lấy 200 đi vừa hấp 250 đây là cái bằng mắm mà hấp mắm vừa hấp đây hả bùa hấp này nè với cái này là lộn trộn nè để hai thứ đó mua nấu ăn mua đại cá dưới kia đi cá lạc hồng đó đúng không má bà không có dưới đó nó ngon á cái này nè ừ nó ngon á biết sao nó thơm á anh bỏ chung vô luôn hả ờ bỏ vô chung luôn tinh lộn mắm gì cái này mắm cái này cái này mắm cá sạc nữa mà cá mắm mắm bà hóc mắm bà hóc cái đó ngon đúng rồi lèo nước lèo nếu bây giờ đi sao tức lỏ ừ tên nào thì mắm mới học luôn cho ít nên rồi đi nhiều ăn lại ngơ học sao mệt cái hả là học nó lòn bao nhiêu ăn à bính này cá gì cái đó cá lóc cá lóc lòn cá này cá gì cá lóc luôn ta xẻ ra cá lóc ấy đó cá lóc ướp là mắm gì chứ mắm mà mắm lòn nhá này cầm mắm đi ờ tôi cầm mắm nha thấy em 3 ngàn cầm ở bà dục của tôi nữa rồi đây rồi qua đây mắm kia mắm bột hóc ơi à tôi biết mà học lý khí nè múc chai ơi nè lên shop sân nè ơi đi qua đây mua đồ chút hả mua đồ ở đây nè có nè cứ dòm cho nè lấy rau niêm xả cầm mua cái gì mua lộn nè bà con ơi ủa cái này chừng là 4 ngàn, 7 ngàn, 8 ngàn, 9 ngàn luôn chết rồi trời ơi rồi bao nhiêu thôi bữa nay thấy rồi mới gặp rồi đó rồi bao nhiêu thôi chứ rồi hẻ lòn chút ai hẻ lên với bán mua số rồi số đâu mua không tiền đâu rồi bảo chơi ma chơi bông súng thiệt mất hình như có mua tôm nữa không quan chút đi có giá không có giá đủ rồi hả rồi bông súng này nha nè đỡ không ừ nè rồi đó rồi cá phai em thấy ngon rồi ờ chút tư thôi hai chục à hả chút hả chị 20 đôi mai hồn đi qua đây chị ơi nha mình mua cá núi nè, cá đuôi đi. Nó lèo ha. Đúng rồi, cái cá nuôi này nè, cá này ngon. Cá lóc hả? Ừ, cá lóc. Ừ. Nên ký nhiêu vậy? Người ta bán có 60 lên, 60. Rồi bán luôn, bán rẻ cho. Bán được luôn. Không có lời đâu, không có nói thấp luôn nghe. Cái con này nè. Con số 7 luôn á. Rồi mang dùng luôn nha. Hai con hả? Con, hai con có con đâu mấy nào tới 2 ký đâu. Đấy. Rồi lấy hai con. Làm dùm luôn nha chị. Dạ. Người chanh này bán sao? Có đủ má không? Thằng bên này đủ. Quỷ. Cái lô 8 hả chị? Trời ơi. Lô ra đó luôn. Không giái được rồi đủ rồi.
Thôi bao nhiêu thôi. Xích kem cất bò á. Về. 15.000. Sao quyết mua đâu? Chưa từ từ. Liệu. Chơi má mày. Ê. Trời chút xíu. Chút xíu tới cái đầu chết luôn rồi trời. Nè chỗ này ngon lắm nè. Bà khế hả? Ừ, thôi. Không, không có đừng có chụp chết. Chạy tiền cá nhiêu chị? Trăm mười bảy đồng hả? Đâu có, em có đây nè. Có nè chị, lấy em đi 115. Đưa 2.000 đi 117. Rồi dạ. Dạ, nó tay rồi. Dạ, em trở lại em lấy. Mà nghe ngồi lấy nha. Ngồi bán lấy. Ừ. Ừ. Này. Dạ, đúng móc rôn ba bỏ. Hả chết. Mua tép không chứ chào tép bên nào? Bên nào mua, bên nào bên mua? Mua gì? Mua tép hả? Cái này nhiêu vậy? Nhiêu ký nhiêu vậy? 18. Mua nào? Này 180 kg. Cái này đồng. Vàng đấy. Thôi đừng có gì mà tới 1 ký dữ vậy. Dạ. Đây nó chưa lựa đi. Mấy trăm trăm. Thôi như cần. Chị bà không? Dùng chị vô giúp lên. Một ai. Chết rồi. Cô ơi chết rồi. Ừ, cô ta, thử ta ơi. Đã thấy vô, thấy vô, đã thấy vô. Trời ơi. Trời ơi, mệt luôn. Bà đá ra. Rồi bao nhiêu thôi cưng ơi, chân cái đừng có đủ quá nhiều quá cưng ơi. Em đủ 100.000 em. 100.000 hả chị? Ờ, 100.000 cho người ta đủ chưa chứ. Có đủ chưa? Tê. Tự má mày 4.000. Tự má mày 5.000. Ôi trời ơi. Chù má mày 5.000. Ê, nó cầm đi tí dục cái đó banh luôn. Nó dục mày banh luôn. Ê. Rồi mình mua cái gì nữa nè, có sầu quýt. Trời ơi, banh luôn. À, hết luôn. Hả? Banh hết luôn. Cái gì cần cho? Hết luôn. Rồi. Banh hết trơn rồi. Đừng, ê, chết rồi. Trời ơi. Má ơi má, tôi nghiệp con với má ơi. Dùng cái nhát đụng. Ê. À, lại rồi, lại rồi. Chết rồi bà ơi. Là chết vậy má ăn ngon. Ê. Trời ơi. Nó chán luôn, nó chán rồi. Trời ơi. Bà chàng ơi. Cái này thảo ca, cái này thảo can. Hai đứa mình là chị em. Giật đó. Hàng ơi. Ngồi hợp hả quỷ. Quá tên cho chị mày bà ngọt. Đổi. Tao chửi chết luôn rồi kìa bà chàng ơi. Bà này bà đây chung cho ngài chạy rồi. Chàng ơi. Thấy vô. Trời ơi, trời má chuẩn mày ngọt luôn. Trời ơi. Thôi đi đi tiếp đi. Cái mua sầu quyết đi. Chết rồi. Cứ mua ba xà lòn đi. Kìa sầu quyết là gì đó tết. Đó xuống vô mua đi. Mua vô đi. Cái này cái lòn đi. Ê. Cái này con cu nghe. Con cu nghe. Gì. Trời ơi. Nhưng mà em rửa sạch cho giùm. Hello. Nè. Dạ. Ừ. Em lấy 140 đi, lấy 2 kg. Rồi lấy 2 kg đi. À lấy, 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 lấy. Lấy. Chạy vào không? Ôi trời. Chạy vào. Mua hấp gì trâu quá nè. Trời ơi, đâu có thương chết này. Má ơi. 2 kg à. Mua me, me nữa đem coi được kiếm nào đâu mua me. Chạy vào, chạy vào. Mua ra bập me. Ờ. Trời mà không? Trời mà không? Trời mà không? Trời mà không?
mệt đó má ơi, khỏe rồi. Bán cho mình lên cái tóc hoài nha. Lên cái tóc hoài hả? Mua cái gì vậy? Mua thịt lòn. Thì đó, đi đi lại mua đồ chị kìa. Chưa, chưa mua đồ. Trời ơi. Mẹ đã mua rồi. Chưa mua thịt lòn. Ông mua gì từ em, có đồ sạch cho chị không? Thôi, hết rồi. Yêu là đắng mua đồ ăn kìa. Chưa. Cái dài dài gì nè. Mua xú. Thôi mua xú mua đồ. Rồi, đã hết rồi đó, đúng rồi. Mua rồi, đủ rồi. Đấy. Rồi. Đây. Ê, Văn Sơn đi đặng mua đồ xú em. Mua lòn. Làm kỹ, làm kỹ. Trời ơi. Mua ai mua lòn này, mua hộp ơi. Vô, 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 vô. Ôi trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Mày quay gì vậy? Mày quay gì vậy? Hả? Mua đồ dắt cho mày chị. Đúng rồi, mua thịt lòn chút xíu mà. Ê. Ê, tao muốn chơi cà tôm. Chết mẹ rồi, chết rồi đó, chết rồi. Chơi mà, chơi cà. Ê, mai ơi. Hết đó. Chơi mà, chơi cà. Ê. Hết đó, ngậm đi, lắm chơi mày đây. Hết là đủ rồi. Mua đủ rồi. Con liệu mua châu, mua hết rồi, đủ rồi. Mua đủ má mày đủ rồi nha Trang. Dắt. Mua đủ, vô, vô, vô. Trang ơi, vô 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 vô. Anh ngậm, tao đi theo mấy lôi cho đủ chết rồi Trang ơi. Trời ơi, mệt quá rồi. Hết chẳng hóa, mấy chơi mai mình Trang. Ê bố ơi. Ê bố cá đây bây. Thôi không biết không. Mà nó lấy cá đây. Giờ lấy cá kìa má đi. Trời mẹ, trời cá. Lấy hai cá. Ôi cái bé, trời. Trời vô. Vô đi, mày vô. Vô ơi. Trời, trời xuống. Trời. Trời, leo đó ngồi luôn rồi. Hết rồi. Đi đâu vậy? Trời ơi, đi Đồng Tháp, đi Đồng Tháp. Nó cho mẹ ăn vô. Ê, bữa nhà. Ê. Mẹ. Làm bể đầu luôn à. Ừ. Ôi, mẹ ơi. Chị tính đi xe luôn. Ừ, tính đi luôn rồi. Cô đó cũng chạy nữa. Ê, đường má mày đủ. Ê. Kéo á, bà ơi. Ôi, mệt chết đi. Ơ, đi mà. Mệt chết má ơi. Nó đủ má mày đủ cha chết rồi ngang. Cái lắp đồng hả chị? Đồng bên này có người nuôi. Ờ, mà nuôi cái này mình thân nuôi chị nhỏ, mày đầu. Nuôi dèo rồi đó. Nó nuôi dễ, nuôi trong lòn nè. Nuôi dèo á, ừ. Ờ, nuôi bè rồi đó. Bè ở Cần Thơ á. Chơi mà, chơi Cần Thơ. Múa. Múa. Dục. Vô. 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 Trời, tao mệt quá. Thôi tao đứt hơi giờ. Cái lóc kỹ nhiều. Cái lóc kỹ 40 ngàn. Trời ơi, 70 đó má. Dạ, trả giá. Ờ, trả gì? Trả giá nhiều. Trả giá 69. Mẹ ơi. Đây. Đây, 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 cầm cho chứ đây là dục hết. Dục, dục á. Dục hết trơn nha nha. Đúng rồi. Lấy đựng vô luôn. Vô luôn. Vô. 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 Trời mẹ trời ơi. Mày về dùm mấy trang anh. Dùng ngựa. Hết trần ngọt hả? Ừ. Hết trần ngọt hết. Ôi ơi. Nó hua ra vô nó sốp ấy, nó kìa hao nả nó ơi đây nó. Đủ hết rồi. Ôi, xong rồi đó. Ôi. Ừ. Ừ. Mới cười đẹp đi anh. Nó lẹ lên. Trời trời ơi trời. Trời ơi không. Đây. Trời ơi. Hết đây. Ừ. Hết trần ngon đi. Trời mà không. Trời ơi. Hồi tới đất hơi vậy. Hết chẳng ngon hết. Trời mà trời.
Nó ngó vậy trời ơi. Ôi. Ôi. Ôi ha. Được nó có bằng bằng. Ừ. Ôi. Cái gì mà không? Rau này kia đủ hết chưa? Đủ rồi. Đủ rau hết rồi. Đủ hết trơn rồi. Ừ. Tại cô Liễu Châu rồi. Cô Liễu Châu ơi. Qua đây xách tiếp cho. Thôi xách là dục nữa. Đợi cô. Xách cho. Kéo lên. Kéo lên, lên, kéo lên, lên, kéo lên. Đi lên. Vô. Lên. Nhanh, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Lại cầm cho. Đừng có dục mà. Không có dục đâu. Đừng có thọt hả. Đừng có trông hết. Bắn quần đi, 4 cái, 100, 5 cái, 100 bà con ơi. Mua đi, 7 cái, 7 cái chục. Chuột nữa kìa. Ơ, có thì luồn. Hết đây. Bắt bạn ra dục. Bắt trần hoa bắt. Chạy mà không. Tại có lý ra đi bỏ bảo rồi. Ê. Trời má không? Trời ơi, vô. Ừ. Ê. Xe, lên xe ơi. Vô. Dạ. Mua không được cầm. Không mà được cầm. Cầm đổ hết rồi. Cầm dục, cầm dục hết trơn mày ơi. Thôi thôi. Mày đó cô. Ừ. 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 Chụp hồng. Ê. Nó mới bò tay luôn. Cái gì nữa không? Cái gì nữa không? Ừ. Nó. Ừ. Mời chụp xanh vô là bạn xanh. Lấy đồ hả? Lấy đồ chút hả? Em muốn lấy rau được chưa? Chưa ba luôn. Nè. Cho 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 cho. Chạy mà. Ê. Đây muốn lấy rau được đây chưa? Đây rồi. Có bún có rau được không? Ai mua đâu có bún ra, đã chưa lấy. Cứ đừng ngủ nghe con ơi. Ơi, hai tiền má. Ở đâu? Em còn khớm đập. Ờ đó, em nhớ chưa lấy. Nó công chi nóng quá. Nó công chi nóng quá. Nó công chi nóng quá. Công chi đi. Đừng chết à. Đừng có giờ. Không, không, không được. Nó chơi mà không, chơi mà. Ê, trời ơi, trời, chúng ta chết vậy. Anh chơi mà. Ừ. Ôi, hết rồi. Mệt quá rồi, mệt quá rồi. Rồi vô, lên xe đi. Lên 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 trời mà nó đây là mà tiền đây đó mệt rồi, mệt rồi. Đi chợ sao nó quậy xong rồi thấy mệt quá con mình ơi, mệt rồi dữ lắm rồi hả, mệt dữ lắm rồi, mệt mệt đã ngay tầng lái xe lên. Chụp cầm chơi cầm lên đừng đụng không? Mưa lên mệt rồi đẩy vô đừng đụng. Đừng đụng đây. Hết thằng ngộp đi. Ê! Nè! Lấy tiền. Hết thằng ngộp với bệnh. Thôi trà đam cả thống mà mà nó xong lấy thống. Ở nó còn đấy. Đuổi vậy luôn. Chụp cái mệt miệng đuổi cái men vậy đó. Nó sợ cuối cầm chơi. Dạ. Quay 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 quay. Ta thuốc xin điếu cho ngay. Ừ. Để ngồi. Dạ, dạ. Băng, 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 bă
rồi kết thúc đấy. Cái vai mừng quá. Cái cầm chơi cái này chờ anh thôi. Chúng tôi có thì cái cầm ngọt cái men có cà nè. Rồi xin kết thúc video tại đây nghe em bà con. Thì kết thúc video. Thì thợ sơn cũng mới đủ ạ. Để kết thúc cho người. Xin kết thúc video tại đây nghe em bà con. Thì có gì mà hơi thiếu sót xin bà con cô bác bỏ qua dùng thợ sơn. Hai bây giờ cho thợ sơn xin về một like cho đủ 1 cái 4 cái. Hết trần chơi rồi. Hết trần mạng.